Xin kính chào quý vị. Chiến trường Nga-Ukraine tuần qua tiếp tục chứng kiến nhiều diễn biến căng thẳng khi Nga sử dụng hàng loạt vũ khí khó đoán tấn công Ukraine. Ông Tập Cận Bình tái đắc cử chức Chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 3. TikTok công bố biện pháp bảo vệ người dùng sau những lo ngại về bảo mật thông tin của nhiều nước châu Âu. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại bức tranh toàn cảnh thế giới tuần qua ngay sau đây. Thưa quý vị, mới đây, Nga đã sử dụng hàng loạt vũ khí khó đoán trong cuộc tấn công nhằm vào các thành phố lớn của Ukraine. Giới quan sát cho rằng dường như Điện Kremlin đang cho thấy sự dịch chuyển trong chiến lược của họ. Nga đã tiến hành cuộc tấn công vào Kiev và các thành phố lớn khác trên khắp Ukraine trong cuộc không kích tên lửa mà theo đánh giá của giới quan sát là chưa từng có tiền lệ. Tổng cộng 81 tên lửa đã được sử dụng trong cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine. Trong đó có 6 tên lửa đạn đạo Kinzhal có khả năng chọc thủng hệ thống phòng không của Kiev. Cuộc tấn công này thực sự diễn ra trên quy mô lớn và lần đầu tiên sử dụng các loại tên lửa khác nhau như vậy. Chúng tôi chứng kiến lần này có 6 tên lửa Kinzhal được sử dụng. Đây là cuộc tấn công tôi chưa từng chứng kiến trước đó. Cho đến nay, chúng tôi chưa có khả năng đối phó với những vũ khí này. Nga đã sử dụng tên lửa Kinzhal có khả năng hạt nhân, được miêu tả như một vũ khí siêu thanh và từng được sử dụng một vài lần trong những tuần đầu xung đột nổ ra vào năm ngoái. Tuy nhiên, vũ khí đầy uy lực mà Kiev thừa nhận là không có khả năng bắn hạ này, trước đó hiếm khi xuất hiện trên bầu trời Ukraine. Theo giới quan sát, việc tên lửa Kinzhal tham chiến cho thấy quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật tập kích Ukraine. Thời gian tới, Moscow có thể tăng cường sử dụng loại vũ khí có uy lực và tốc độ đáng gờm này để đối phó với hệ thống phòng không ngày càng được tăng cường của Kiev. Một thông tin chính trị đáng chú ý trong tuần qua, đó là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã được bầu tái đắc cử làm Chủ tịch Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương với 100% số phiếu tán thành của các đại biểu Quốc hội. Nhiệm kỳ thứ 3 của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ kết thúc vào năm 2028, ghi dấu việc ông sẽ trở thành nguyên thủ nắm quyền lâu nhất ở Trung Quốc thời hiện đại. Việc Tổng Bí thư Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp cho thấy uy tín rất lớn của ông, thể hiện sự tin tưởng và tín nhiệm rất cao của các tầng lớp nhân dân Trung Quốc đối với nhà lãnh đạo này. Diễn ra từ ngày 5 đến ngày 13 tháng 3, kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa 14 là sự kiện hết sức quan trọng đối với Trung Quốc trong thời khắc then chốt khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bước vào hành trình mới xây dựng toàn diện đất nước, hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Qua kỳ họp này, thế giới sẽ có cái nhìn tổng thể về tình hình chính trị và kinh tế xã hội của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong thời gian qua, cũng như những định hướng phát triển thời gian tới. Nhằm giải tỏa những lo ngại về bảo mật thông tin của nhiều nước châu Âu, nền tảng truyền thông xã hội TikTok đã công bố gói biện pháp bảo vệ dữ liệu người dùng ở châu lục này. Gói biện pháp mới có tên Project Clover sẽ được thực hiện trong các năm 2023 và 2024, bao gồm tăng cường kiểm soát quyền truy cập dữ liệu người dùng. TikTok cũng sẽ triển khai các cổng bảo mật, xác định quyền truy cập đối với dữ liệu ở châu Âu và hoạt động chuyển dữ liệu ra bên ngoài châu Âu. TikTok cho biết toàn bộ quá trình trên sẽ do bên thứ ba, một công ty bảo mật của châu Âu giám sát. Ngoài ra, TikTok cũng sẽ ứng dụng các công nghệ tiên tiến để đảm bảo quyền riêng tư của thông tin người dùng, như đặt mật danh cho mỗi dữ liệu cá nhân để các đối tượng tiếp cận trái phép khó có thể xác định mục tiêu nếu không có thông tin bổ sung. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và hàng loạt quốc gia châu Âu ra quyết định cấm ứng dụng TikTok trên tất cả thiết bị của chính phủ do lo ngại về an ninh đối với việc sử dụng ứng dụng này ngày càng tăng. Nạn di cư bất hợp pháp không là nỗi đau đầu của riêng chính phủ Anh, mà còn là vấn đề toàn cầu, trong đó có toàn châu Âu. Cũng từ vấn nạn này, rất nhiều điều đau lòng đã xảy đến. Người di cư thường sử dụng những chiếc thuyền nhỏ như thế này để di chuyển trong đêm, tránh được sự phát hiện của lực lượng an ninh, song tiềm ẩn nguy hiểm đe dọa đến tính mạng. Tuần qua, chính phủ Anh đã công bố kế hoạch mới nhằm mạnh tay ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp từ Pháp vào Anh qua eo biển Manx. Đây có thể xem là động thái quyết liệt mới nhất từ các quốc gia châu Âu trong nỗ lực chặn dòng người nhập cư ngày càng ồ ạt. Dự luật được đưa ra trong bối cảnh nhập cư bất hợp pháp tại Anh đã vượt qua giới hạn và trở thành một phần của cuộc khủng hoảng di cư trên toàn cầu. Dự báo năm 2023 này, dòng người di cư vào châu Âu có thể trở nên tồi tệ hơn nếu không có sự điều chỉnh trong chính sách và các cuộc xung đột chưa hạ nhiệt.
Trong lúc EU còn chưa đưa ra được giải pháp khả thi nào để xử lý vấn nạn nhức nhối này, thì nhiều quốc gia đã đang tự chủ động đề ra giải pháp phối hợp trong vấn đề di cư, và những giải pháp này tiếp tục gây tranh cãi và gây chia rẽ trong nội bộ châu lục này. Và điều đáng quan tâm nhất là chừng nào còn tranh cãi, còn chia rẽ thì việc bảo vệ toàn diện và hiệu quả các quyền cơ bản của người di cư còn chưa thể trở thành hiện thực. Sách truyện tranh đầu tiên do phần mềm trí tuệ nhân tạo AI vẽ đã được phát hành tại Nhật Bản trong tuần qua. Dù còn gây nhiều tranh cãi, song rõ ràng công nghệ AI đang trên đà chuyển đổi ngành công nghiệp dành cho những người vẽ tranh minh họa. Quyển truyện tranh có tựa đề Cyberpunk Pixels của tác giả với bút danh Rootbox thừa nhận mình không có năng khiếu vẽ tranh. Tác giả này sử dụng các công cụ AI như phần mềm Midjourney đôi hài để minh họa các nội dung theo cốt truyện. Các phần mềm này biến yêu cầu bằng chữ của người dùng thành tranh vẽ. Do đó, chỉ mất 6 tuần để hoàn thành quyển truyện tranh hơn 100 trang. Trong khi nếu tự vẽ thì phải mất đến 1 năm mới xong. Các chuyên gia hy vọng công cụ AI sẽ giúp cho người có khả năng viết song không có khả năng vẽ tranh vẫn tạo được dấu ấn trong lĩnh vực sáng tác. Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 đã chính thức diễn ra tại nhà hát Dolby ở Hollywood, Los Angeles, California. Oscar 2023 được xem là một lễ trao giải đặc biệt bởi những thay đổi và điểm mới so với mọi năm. Sau đây là những điều lần đầu tiên trong lịch sử diễn ra ở Oscar năm nay. Sau cú tát đi vào lịch sử của Will Smith dành cho Chris Rock ở Oscar 2022, Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh mong muốn sẽ không xảy ra một sự cố ngoài ý muốn như vậy nữa. Vì vậy, từ Oscar năm nay, một đội xử lý khủng hoảng sẽ có mặt tại lễ trao giải nhằm ứng phó với những điều bất ngờ xảy ra trong suốt sự kiện. Và đó là điều chưa từng có trước đây. Năm nay, có tới 4 diễn viên châu Á lọt vào danh sách đề cử tại 4 hạng mục chính, một con số kỷ lục tại Oscar, bao gồm Dương Tử Quỳnh, nữ chính xuất sắc, Quan Kế Huy, nam phụ xuất sắc, Stephanie Xu và Hồng Châu, nữ phụ xuất sắc. Trong vai lead của bộ phim The Whale, nữ diễn viên gốc Việt Hồng Châu bộc lộ diễn xuất mộc mạc. Cô là nữ diễn viên gốc Việt đầu tiên nhận được đề cử tại Oscar cho hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Trong khi đó, người đẹp Ana de Armas trở thành nữ diễn viên Cuba đầu tiên được đề cử giải Oscar cho hạng mục nữ chính xuất sắc với vai chính Norma Jean Mortensen trong bộ phim Blonde của Netflix. Mặc dù tác phẩm gây nhiều tranh cãi, nhưng đã đưa cô trở thành nữ diễn viên Cuba đầu tiên được đề cử ở hạng mục này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thế giới 24 trên 7 nóng tuần này. Chúc quý vị một tuần mới nhiều niềm vui và mong gặp lại quý vị vào tối thứ hai hàng tuần trên kênh NTV, trên các hạ tầng mạng của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin kính chào và hẹn gặp lại!